Rồi bài bài 3.1 thì cho x mũ 4 nè, cộng 2 căn 2 trừ 1 x bình cộng 4 căn 2 trừ 6 bằng bằng 0. Thì đây là phương trình trùng trùng phương. Thì để gọn nhất thì các bạn nên đặt ẩn ẩn phụ nha các bạn. Ẩn phụ. Được chưa? Rồi, thì bắt đầu ta đặt nè. Ta đặt t bằng x bình. Thì nhớ x bình lớn hơn bằng 0, vậy ta có điều kiện là t lớn hơn bằng bằng 0. Chỗ nào có x bình các bạn thay bằng bằng t, chỗ nào có x mũ 4 các bạn thay bằng t, t bình. Vậy t bình nè cộng 2 căn 2 trừ 1 t cộng 4 căn 2 trừ 6 bằng bằng 0. Sau đó các bạn giải y chang phương trình bậc 2, các bạn xác định a nè, b nè và c. Được chưa ạ? A bằng 1 nè, b bằng 2 căn 2 trừ 1 nè và c là 4 căn 2 trừ 6. Sau đó các bạn tính đen đen ta b bình trừ 4 lần a ac bằng nè 2 căn 2 trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân a nhân c. Được chưa? Rồi tới đây các bạn khai triển hàng đẳng thức nè, 2 căn 2 tất cả bình trừ 2 nhân a nhân b cộng b bình. Rồi ở đây các bạn phân phối vào sẽ ra là trừ 16 căn 2 cộng 20 14. Rồi các bạn rút gọn nè, đây ra là 8 nè, đây là ra 4 căn 2 nè, đây ra 1 nè, trừ 16 căn 2 cộng 24. Sau đó các bạn cộng lại hết giúp lợi. Thì đây 25 nè, 25 với 3 nữa là bao nhiêu? Với 8 nữa là bao nhiêu ạ? 25 với 3 là 30. 36 nè. Đây trừ đây. Đây trừ đây thì ra là trừ 20 căn 2. Được chưa? Rồi, tới đây thì các bạn bấm máy tính giúp lợi, xác định máy tính giúp lợi xem coi nó là số âm hay số dương nha các bạn. Đây là 3 33 trừ 20 căn 2 bằng. Đó, chuyển qua thì số dương lớn hơn 0. Lớn không vậy đồng nghĩa phương trình có mấy nghiệm ạ? À? Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Được chưa ạ? À? Thì cái có là ở đây đang giải t nha, thì đây mình phải là t1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a và t2 bằng trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Rồi thì ở đây các bạn phải xác định căn delta, thì đây nè delta nè, các bạn phải tính căn của nó. Thì các bạn hãy làm nháp chỗ này nha, chứ làm nháp chỗ này nha các bạn. Đây làm nháp chỗ này nè, nháp nè, đây nháp 30 trừ 20 căn 2. Ở đây nhiều giáo viên người ta sẽ chỉ bạn cách bấm máy tính nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ làm như sau, bước 1 chia 2 nè, ra 10 căn 2, lấy thằng này chia 2 ra 10 căn 2. Sau đó các bạn tách ra thành 2 với tách ra thành hai số nhân lại thì lợi sẽ chọn là 5 với lại là 2 căn 2. 5 sau đó các bạn bình phương lên thì này ra là 25 nè, này ra 8 nè. 25 cộng 8 ra 30, 32. Vậy mình sẽ chọn 5 và 2 căn 2. Vậy hôm nay sẽ bằng là 5 và 2 căn 2. Trừ nè, các bạn thấy trừ không ạ? À? Thì hai lần a nè nhân b cộng thì ra đúng chưa ạ? Đúng rồi, thì các bạn sẽ ra là a trừ b tất cả bình. Được chưa ạ? Xin lỗi, đây bình nghe các bạn, xin lỗi tất cả các bạn, ở đây thiếu bình nè. Được chưa? Đó. Rồi tiếp tục, vậy mình sẽ có gì ạ? À? Căn của delta sẽ bằng căn 5 trừ 2 căn 2 tất cả bình thì bằng trị tuyệt đối 5 trừ 2 căn 2. Rồi muốn bung trị các bạn hãy bấm giúp lợi xem coi nó là số âm hay số dương nha các bạn. 5 nè, 5 trừ 2 căn 2 bằng ra số gì ạ? À? Số dương, vậy ra chứng nó 5 trừ 2 căn 2. Được chưa? Rồi tiếp tục như vậy thì các bạn thế vào đây. Bằng thế vào đây nè, đây nè, thế vào đây. Được chưa? Vậy là bằng nè, trừ b, đây mình thôi mình viết lại đây đi để cho nó rộng nha. Phương trình có hai nghiệm phân biệt
T1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. T2 bằng trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Được chưa? Rồi, vậy là trừ b nè, các bạn xác định giúp là b đâu ạ? À? B đây nè. Trừ là trừ 2 căn 2 trừ 1 cộng căn delta đây là 5 trừ 2 căn 2 tất cả chia cho 2 nhân 1. Rồi các bạn rút gọn cộng trừ nhân chia thì các bạn sẽ ra bao nhiêu ạ? À? Đây ra là 6 trừ cho 4 căn 2 tất cả chia 2, vậy sẽ ra là 3 trừ 2 căn căn 2. Được chưa? Và các bạn bấm máy tính coi xem coi số âm hay số dương nha. Tiếp tục hàng này cũng tương tự như vậy, vậy là trừ 2 căn 2 cộng 1 trừ cho 5, nhớ trừ 2 căn 2. Rồi các bạn chia cho 2 nhân a. Rồi các bạn hãy rút gọn đi ạ. À. Rút gọn đi ạ. À. Đây dưới đây mất nè. Và đây là trừ với trừ ra trừ 6 phần 2 nhân 1 ra bằng trừ 3. Thì do biết mình t của mình là số dương nơi này loại nè. Được chưa? Và các bạn kiểm tra coi 3 trừ 2 căn 3 coi ra số âm hay số dương nha. Đó. Căn 3 trừ 2 căn 2 bằng ra số dương, vậy ra nhận nè, được chưa? Vậy từ đây mình sẽ có gì ạ? À? Có T bằng mình tính được ra bao nhiêu ạ? À? Đây là 3 trừ 2 căn 3 trừ 2 căn căn 2. Vậy suy ra thì hồi nãy mình đặt T là x bình đúng không ạ? Sẽ bằng 3 trừ 2 căn 2. Thì muốn mất bình lấy căn hay vế, nhớ mũ chẵn có hai giá trị, cộng trừ căn 3 trừ 2 căn căn 3. Cũng tương tự như vậy, các bạn làm bước 1 nè, chia 2. Hồi nãy cái này chia 2 ra căn căn 2. Tách thằng này ra hai số thì chỉ có 1 và căn căn 2. Lấy thằng này bình, lấy thằng này bình. 1 bình ra 1, căn 2 bình ra 2. 1 cộng 2 ra 3, vậy mình sẽ chọn là x bằng cộng trừ căn nè 1 và căn 2 trừ căn 2. Đây dấu trừ bình bình phương. Vậy x sẽ bằng cộng trừ mất trị tuyệt đối. Xin lỗi, căn ở trong có bình mất ra trị đối 1 trừ căn 2. Sau đó các bạn xác định giúp là âm hay dương để bỏ trị. Được chưa? Và các bạn kết luận vậy S bằng. Ok không ạ? Ok nha các bạn. Okay.